Nga sử dụng tên lửa tàng hình bí mật cực mạnh tấn công Ukraine. Ông Trump nêu điều kiện cấp viện trợ cho Ukraine. Pháp có thể đã đưa quân tới thành phố của Ukraine. Ở Mỹ thừa nhận Nga sẽ sớm đạt được thành công ở Ukraine. gia chỉ là đòn nghi bình, lộ diện mục tiêu thực sự của Nga. Xung đột Nga-Ukraine ngày hôm nay, Ukraine rút bớt quân gần Adika. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, người Nga đã sử dụng tên lửa X-69 mới được phát triển để tấn công nhà máy nhiệt điện Chipiska ở vùng Kiev. Trong cuộc tấn công vào Chipiska, người Nga đã sử dụng tên lửa hành trình X-69 mới, cho phép phá hủy hoàn toàn nhà máy điện lớn nhất vùng Kiev. Điều này được chứng minh bằng các mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường của tên lửa này. Chibiska là nhà cung cấp điện lớn nhất cho các vùng của Kiev, Cherkasy và Zhytomyr. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tên lửa X69 được sử dụng trước ngày 11 tháng 4, còn một số trường hợp khác bắt đầu từ tháng 2 năm 2024. Ngoài ra dựa trên thông tin bổ sung nhận được, tầm bắn của tên lửa mới X69 này là khoảng 400 km. Thông số này đã vượt quá ước tính trước đó chỉ khoảng 300 km của X69. X69 là phiên bản tiếp theo của KH59MK2. X-69 là tên lửa hành trình cận âm của Nga dành cho máy bay chiến thuật như Su-34, Su-35, những máy bay được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine. Như thực tế đã chỉ ra, việc người Nga sử dụng tên lửa này xét về mặt hậu quả đối với người Ukraine có thể nguy hiểm hơn việc sử dụng tên lửa KH-47M2 Kinjun. Mặc dù có báo cáo về việc sử dụng nó từng xuất hiện vào tháng 2 năm 2024, Thậm chí X-69 có thể được sử dụng để tấn công Ukraine bắt đầu từ năm 2023, nhưng thời điểm đó Ukraine chưa tìm được bằng chứng cụ thể để xác nhận. Được phát triển bởi công ty Raduga, một bộ phận của tập đoàn tên lửa chiến thuật KTRV của Nga, X-69 được thiết kế để nhắm tới các vị trí kiên cố với độ chính xác cao, cho phép lập trình sẵn tọa độ và điều chỉnh trong khi bay. Với trọng lượng khoảng 700 kg và tốc độ hoạt động lên tới 1.000 km h X69 mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn đầu đạn và khả năng bị phát hiện thấp, khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trong kho vũ khí của Nga. Trong tuyên bố mới đây, ông Andriy Jomak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cảnh báo, Ukraine liên tục tìm thấy các phụ tùng thay thế được sản xuất ở phương Tây và châu Á trong các tên lửa của Nga phóng vào Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối hỗ trợ Ukraine, nhưng phải theo hình thức cho vay thay vì là tặng. Hiện tại chúng tôi đang xem xét để biến nó thành một khoản cho vay, thay vì là một món quà. Ông Trump cho biết khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật viện trợ của Ukraine nếu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra dự luật này ra biểu quyết hay không. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh các đồng minh châu Âu cần hỗ trợ Ukraine tương xứng với mức hỗ trợ của Mỹ. Châu Âu phải bước lên và họ phải cân bằng mọi thứ. Nếu không, tôi rất khó chịu vì thực tế họ bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine nhiều hơn chúng tôi. Ông Trump lập luận. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài và cuộc phản công của Ukraine không đạt được kỳ vọng, các kế hoạch viện trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vấp phải sự phản đối ở Quốc hội. Sau nhiều tháng, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD cho Kiev. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang vừa phải đối mặt với nguy cơ bị phế chuốt vừa chịu sức ép ngày càng lớn về dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine ông Johnson đang thảo luận với Nhà Trắng về dự luật, trong đó biến một phần viện trợ của Ukraine sang khoản vay, mở đường cho Mỹ sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để trao cho kỳ Vài tuần trở lại đây, hạ nghị sĩ Cộng hòa Mary Jo Tyler Greene tiếp tục công kích ông Johnson để cảnh báo ông không thúc đẩy bất cứ gói viện trợ nào cho Ukraine. Hồi tháng 3, bà Greene đã gửi kiến nghị phế chuất ông Johnson trong bối cảnh phe bảo thủ đang giận dữ về cách xử lý của ông đối với những tranh cãi liên quan đến ngân sách chính phủ. Về phần mình, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Trump cho biết ông hoàn toàn ủng hộ ông Johnson. Đây không phải là tình huống dễ dàng với bất cứ chủ tịch Hạ viện nào. Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc. Tôi ủng hộ ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, ông Trump nói. Ông Trump, người nắm chắc đề cử đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay, bắt đầu đưa ra quan điểm ủng hộ viện trợ Ukraine dưới dạng khoản vay từ tháng 2 năm nay. Trước đó, ông về cơ bản phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông khẳng định nếu ông còn làm Tổng thống, xung đột Nga-Ukraine đã không nổ ra. Ông cũng tuyên bố có thể giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Theo đó, ông sẽ tìm cách đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán thông qua mối quan hệ với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận viện trợ, thì họ phải ngồi lại và đàm phán. Và nếu Nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine, thì họ phải ngồi xuống và đàm phán. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga. Nguồn tin ngoại giao nói về kế hoạch của ông Trump Các đơn vị của Pháp được cho là đã đến thành phố Slavyansk để hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga kênh Telegram Military Chronicle dựa trên thông tin từ các nguồn tin riêng cho biết các đơn vị đầu tiên của quân đoàn nước ngoài Pháp đã đến thành phố Slavians để hỗ trợ quân đội Ukraine trước nguy cơ bị quân đội Nga tấn công. Theo nguồn tin trên, hiện có 100 quân nhân Pháp trong thành phố. Những quân nhân này đã trở thành một phần của lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các đơn vị thuộc quân đoàn nước ngoài của Pháp đã được phát hiện ở biên giới Ba Lan-Ukraine khoảng một tuần trước di chuyển các thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng Abrams do NATO sản xuất. Các phóng viên quân sự cho biết nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đến Slavian chuyên làm nhiệm vụ trinh sát pháo binh và công tác kỹ thuật, bao gồm xây dựng công sự và công sự giã chiến. Thông tin trên trùng khớp với tuyên bố cách đây 2 tuần của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin khi ông thông báo về việc Pháp chuẩn bị quân đội trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, tổng số quân Pháp có thể điều tới Ukraine sẽ lên tới 2.000 người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đầu tháng 4 cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Dự kiến vào tháng 4, nhóm sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để triển khai tới chiến trường Ukraine. Bà Zakharova cho biết nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastian Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra thảm họa đối với Pháp. Ông Shoigu cho rằng Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bỏ ngỏ khả năng về việc đưa quân tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết vào tháng 2 rằng Pháp có thể gửi nhân sự ra phá bom mìn và các nhân sự không làm nhiệm vụ chiến đấu tới Ukraine để hỗ trợ cho Kiev trong cuộc chiến kéo dài 2 năm với Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp không nêu thời điểm cụ thể của kế hoạch này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền, nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Moscow nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng, việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Nga có thể sớm đạt được thành công lớn trong xung đột Ukraine, đây là tin được đưa ra bởi Bloomberg. Mối lo ngại ngày càng gia tăng là quân đội Nga có thể đạt được những thành tiệu đáng kể trong những tuần tới, ấn phẩm cho biết. Cần lưu ý rằng, tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu, đã nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng Ukraine đang phân bổ đạn pháo của mình với dự đoán rằng chúng có thể cạn kiệt. Như Bloomberg viết, lực lượng vũ trang Nga cảm nhận được thời điểm yếu kém của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước, gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất trong hơn 2 năm xung đột. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự thất vọng trong quan hệ với cả Đảng Cộng hòa và châu Âu về vấn đề hỗ trợ Ukraine. Theo nguồn tin của Bloomberg, Mỹ không có kế hoạch thay thế nào về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ngoài khoản 60 tỷ USD bị chặn ở cấp quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, giao tranh dữ dội đã nổ ra trên nhiều mặt trận ở miền đông Ukraine và Chasubja đã trở thành tâm điểm gây chú ý trong thời gian qua. Chasubja là vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ thứ hai của quân đội Ukraine, nơi tập trung lớn quân tinh nhuệ của Ukraine. Đối với Ukraine, sau khi mất Bamut và Adyka, các đơn vị chiến đấu của họ không thể rút lui thêm nữa. Một khi Chasubja bị mất, toàn bộ tuyến phòng thủ kênh đào Donbass sẽ sụp đổ và ảnh hưởng lớn đến toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine từ thực tế chiến trường có thể thấy trọng tâm cuộc tấn công gần đây của quân đội nga rõ ràng là tuyến phòng thủ chasubja quân đội nga đã phóng tên lửa vào các vị trí tiền tuyến của quân đội ukraine hàng ngày sau đó điều động máy bay ném bom siêu trọng xuống các vị trí phòng thủ tại chasubja tuy nhiên điều khiến các chuyên gia quân sự ngạc nhiên là mặc dù có sự hỗ trợ áp đảo của hỏa lực pháo binh nhưng các đơn vị thiên giáp của nga đã không xông lên một cách hấp tấp mà chỉ một số ít các lực lượng bộ binh tinh nhuệ tiến hành tấn công trực diện vào phía đông chasubja sau khi quan sát cuộc tấn công của quân đội Nga vào tuyến phòng thủ Chasovja trong gần một tuần, một số chuyên gia quân sự bất ngờ nhận ra rằng quân đội Nga chỉ đang tấn công vào khu vực phía đông và phía tây của thành phố. Theo nhận định của các chuyên gia, từ cấp độ chiến lược, mục tiêu chủ yếu của quân đội Nga là loại bỏ khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội Ukraine. Nếu muốn chiếm thành phố thì họ chỉ cần liên tục bắn phá các vị trí phòng thủ của Ukraine, không cần sử dụng những phương pháp tấn công phức tạp. Một phần, tuyến phòng thủ Chasovya hiện nay vẫn còn rất kiên cố, do quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các cứ điểm của quân đội Ukraine ở ngoại vi thành phố, nên họ không thể tiến hành tấn công tổng lực. Quân đội Nga lúc này chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh nhuệ tấn công vào các vị trí quan trọng như quận trung tâm Chasonia. Điều này khiến quân đội Ukraine cảm thấy Chasonia đang gặp nguy hiểm và cần phải bổ sung quân tiếp viện. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đã giảm tốc độ tiến công ở chiến trường phía Nam nhằm đánh lừa các chỉ huy quân sự của Ukraine. Phía Ukraine đã tận dụng khoảng trống ở chiến trường phía Nam và lập tức phái hai lữ đoàn tinh nhuệ đang chấn thủ ở đây tiến lên phía Bắc để chi viện cho Chasovja. Động thái này hoàn toàn giống với trận chiến Ba Mút ban đầu. Được biết, trong trận Ba Mút, quân đội Ukraine cử tổng cộng 27 lữ đoàn đến tiếp viện. Kết quả là quân đội Nga đã biến nơi này thành máy xay thịt, gây tiêu hao lớn cho quân đội Ukraine quân Nga dùng hỏa lực pháo binh liên tục bắn phá vào các khu vực bên ngoài Chasubya, sử dụng máy bay ném bom để tiêu hao sức chiến đấu của quân Ukraine, khiến phía Ukraine phải bổ sung quân tiếp viện hết đợt này đến đợt khác. Như vậy, mục tiêu đầu tiên trong cuộc tấn công nhử của quân đội Nga vào Chasubya đã đạt được. Lúc này, Servers, một vị trí chiến lược khác của Ukraine cũng đã lộ diện. Servers đóng vai trò là vùng đệm chiến lược ở phía đông Serverodonetsk và Lysychansk, trong khi Nga kiểm soát được khu vực này sẽ ngăn chặn được pháo binh tầm xa của Ukraina bắn vào Donetsk. Công việc tái thiết sau xung đột ở Donetsk có thể tiến hành ổn định hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc vùng này thoát khỏi những đợt pháo kích của Ukraina. Một khi server nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Nga, nó sẽ mang lại vùng đệm chiến lược rộng lớn cho server Donetsk và Lysychansk. Đồng thời server cũng là một thành phố công nghiệp quan trọng với nguồn tài nguyên phong phú sẽ hỗ trợ cho công việc tái thiết ở Donetsk. Vì vậy, trong khi quân Nga giả vờ tấn công Chasovya, thì họ đã bắt đầu siết vòng vây ở Donetsk. Vào ngày 9 tháng 4, quân đội Nga dẫn đầu mở cuộc tấn công ác liệt vào Petrolika ở phía đông bắc server và Rodolika ở phía nam. Dưới sự oanh tạc dữ dội của máy bay Nga, quân đội Ukraine đã để mất vị trí phòng thủ cách server 2 km về phía bắc. Do phần lớn các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị giam chân ở Chasovja, nên quân đội Ukraine ở server không thể nhận được bất kỳ quân tiếp viện nào và quân đội Nga sẽ dễ dàng có thể đạt được mục tiêu trong đợt tiến công mới này. Sau đây mời quý vị cập nhật những thông tin trên chiến trường. Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã từ bỏ một số vị trí gần Adika ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cố vấn của lãnh đạo Donetsk, Igor Kimakovsky, cho biết, Việc tiếp tục các hoạt động của pháo binh tầm gần và tầm xa đã mang lại kết quả gần Novo Kalinovo. Cường độ hỏa lực và hoạt động của các nhóm tấn công của Nga đã buộc lực lượng Ukraine phải rơi bỏ vị trí. Ông Kimakoski nói, Cố vấn của người đứng đầu Donetsk nói với hãng thông tấn TASS, Các lực lượng Nga đã phá hủy một chiếc xe chiến đấu bộ binh Ukraine cùng với tổ lái và một xe giả phá bom mìn ở Chazovya. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến gặp Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tại Vilnius trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh sáng kiến ba biển. Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã thông báo với người đồng cấp Litva về hậu quả của cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày 10-11 tháng 4 và nhu cầu cấp bách của Ukraine về phòng không. Hai lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình chiến trường, các ưu tiên về vũ khí và hợp tác chính trị ở cấp độ Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là những vấn đề quan trọng cần được thực hiện trong năm nay. Tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của Litva trong việc hỗ trợ và tăng cường cung cấp sản xuất vũ khí và đạn dược để bảo vệ an ninh chung của chúng ta. Ông Zelensky nói. Tổng thống Putin nói lý do Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết nước này buộc phải tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu ở Nga tuyên bố trên được tổng thống putin đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp belarus alexander lukashenko sau khi quân đội nga tiến hành các cuộc tấn công qua đêm phá hủy một nhà máy điện lớn gần kiev và không kích các cơ sở năng lượng khác ở một số khu vực của ukraina tổng thống putin cho biết các cuộc tấn công là một phần của quá trình phi quân sự hóa ukraina một trong những mục tiêu mà nga đã vạch ra kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở nước láng giềng Thật không may, gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công vào những cơ sở năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Ông Putin nói, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng ở Ukraine có liên quan đến việc giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra, đó là phi quân sự hóa. Trên hết, chúng tôi tin rằng bằng cách này, chúng tôi có thể tác động đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine một cách trực tiếp. Ông Putin cho biết Nga đã kiềm chế thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào mùa đông vì lý do nhân đạo. Ý tôi là chúng tôi không muốn để các cơ sở công cộng bị mất điện. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc tấn công của Ukraine chủ yếu nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở nhiều khu vực khác nhau của Nga trong những tuần gần đây đã buộc Moscow phải đáp trả. Ông Putin một lần nữa bác bỏ các cáo buộc của đồng minh phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài Ukraine. Ông cũng bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của Nga. Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình với Ukraine vào tháng 6, nhưng Nga tuyên bố sẽ không tham gia. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 11 tháng 4 cho biết quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công mạnh mẽ với độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng và dầu mỏ trên khắp Ukraine. Cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm có sự tham gia của vũ khí tầm xa trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái, nó được tiến hành để đáp trả những nỗ lực của Kiev nhằm gây thiệt hại cho ngành dầu khí và các cơ sở năng lượng Nga. Mục tiêu của chiến dịch đã hoàn tất, các cơ sở đều bị tấn công, Trích tuyên bố. Giới chức Nga cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời cản trở việc chuyển quân và cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị tiền tuyến của Kiev. Onen Nego, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết, vụ tấn công đã làm hư hại các cơ sở năng lượng ở khu vực Odessa, Kharkov, Japorohi, Lviv và Kiev. Tuyên bố nói thêm rằng vùng Kharkov giáp biên giới với Nga đã bị cắt điện. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga đã sử dụng hơn 40 tên lửa và 40 máy bay không người lái trong cuộc tấn công. Khu vực Kiev dường như bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Nhà điều hành hệ thống năng lượng địa phương, Center Drenego, mô tả đây là một ngày đen tối trong lịch sử công ty. Center Drenego tuyên bố rằng Cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Chiposkaja, cơ sở sản xuất năng lượng lớn nhất ở các khu vực Kiev, Chekaskaja và Jitomir. Đoạn video được truyền thông địa phương chia sẻ dường như cho thấy một đám cháy lớn tại nhà máy với những cột khói bốc lên không trùng. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!